luôn, mũ giấy lên luôn. Nếu mà nó ngon là bữa đúng không chè, nó ngon bằng chè đây luôn. Ăn không một ít thôi. Ừ, quá. Quá thử luôn. Nhưng cái gì thử thì nó một đợi đây. Nếu mà thu hoạch bằng 3 bằng tiền không chứ, nhưng mà đổi hàng. Đợi hàng mắm cá bột ngọt này nó đua ăn quanh năm quanh tháng mà không đâu á. Nếu mà chè, nếu mà nếu mà chè thì do chè đây nó không thương hiệu, chè tình nhân nó không thương hiệu. Nếu mà nó chè ngon á là do chè đây chè của thủ, chè đây rất là ngon. Nếu mà so với chè Minh Long với chè của các nơi là chè đây ngon nhất, mà do cái chè đây nó không có thương hiệu nên thành ra là nó có giá chè nó cũng không có được ổn định lắm.